Em chào cả nhà nhé. Em xin tự giới thiệu, em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Và toàn bộ những cái đơn hàng ở bên nhà em thì đều không bao ship nhá. Phí ship đồng giá là 35.000 một đơn hàng ạ. Đây, sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng cái mặt hàng một. Mặt hàng đầu tiên giới thiệu đến cả nhà, nó là cái dòng 5 cánh trắng mắt đỏ này. Đây nhá. Hàng này 100% nó là cái hàng ươm kin, hàng thuần năm thứ 3 nhá cả nhà nhá. Mặt hoa đây ạ. Cực kỳ là sắc nét luôn nhá. Cái dòng này thì tương đối là sai hoa. 5 cánh trắng mắt đỏ này, cho hoa vào dịp Tết nhá. Trung bình một bảng như thế này nó sẽ có 2 thân. Đây, hàng siêu siêu đẹp luôn này. Cái hàng này về mọi người bóc ra, mọi người ghép sang lũa hoặc là trồng sang cái chậu khác nó cũng rất là đơn giản nhá. Đây, các bác chỉ tách cái thép này ra cho em là bóc ra dễ dàng rồi. Đấy, hàng bảo hành mặt hoa nhá, chuẩn mặt hoa này, hàng có tem này. Đây mọi người để ý cho em nhé, là cái hàng của nhà em là hàng có tem nên là bảo hành mặt hoa cho mọi người nhá. 5 cánh trắng mắt đỏ đây, trung bình một bảng này nó sẽ có 2 thân nhá. Đó, dễ này, mọi người nhìn dễ là ra này, mướt mát luôn nhá. Đây này, cái thân hoa cũ này vẫn còn nguyên nhá các bác nhá. Thân hoa cũ này còn nguyên đây. Tiếp theo sang một mặt hàng tiếp theo, nó là cái hàng hoa hè. Đuôi cáo ạ. Đuôi cáo lá xếp nhá cả nhà nhá. Một chậu cáo này thì em đang bán với giá là 250.000. Trung bình một chậu thì nó sẽ có 3 thân nhá. Cái hàng cáo này nó là cái hàng rừng, không phải là hàng công nghiệp cho nên là cái lá của nó sẽ nhìn nó không được mướt mát nhá cả nhà nhá, không được mướt mát cho lắm ạ. Đây, mặt hoa của cáo đây này. Cáo có màu trắng tím nhá, có hương thơm nhẹ nhàng, đặc trưng của mùa hè. Hoa cáo bắt đầu cho hoa là từ dao động từ tháng 6. Tháng 6 đến tháng 9 dương nhá mọi người nhá. Đây. Đấy, một chậu nó có 3 thân nhá. Cái hàng này về mọi người sang chậu này rất là đơn giản luôn. Mọi người lưu ý giúp em là cái phần giá thể này, tuyệt đối mọi người đừng để cho nó ẩm quá nhá. Ẩm quá là nó chết cây đấy ạ, không tốt đâu ạ. Đối với cái thời tiết nắng nóng mùa hè này thì mọi người một ngày tưới cho em từ 2 đến 3 lần. Tưới từ 2 đến 3 lần nhá. Độ ẩm vừa phải ở phần gốc cây này. Phần lá này mọi người tuyệt đối không được tưới đẫm. Mọi người chỉ phun sương sương ở phần lá thôi nhá. Đây, cực kỳ là đẹp luôn. Sang một cái mặt hàng nữa, VIP của VIP nhá. Nhạn đột biến này, hay còn gọi là nhạn và đấy ạ. Hàng lá xếp nhá, mít xếp nhá các bác nhá. Em báo giá này 600.000 một cây nhá. Quá là rẻ luôn này. Đây mọi người nhìn này. Rồi, nhạn vàng lưỡi trắng nhá. Mặt hoa thực tế tại nhà em đây nhá cả nhà nhá. Cái dòng này cực kỳ thơm và bền nhá, cực kỳ thơm và bền. Riêng đối với cái hàng nhạn này thì mọi người phải chơi trên dưới một tháng nhá. Chiều dài trung bình của một cây ạ, hiện tại nhá, hiện tại đang ở nhà em này, chiều dài trung bình của một cây nó dao động khoảng tầm 35 đến 40 cm. Có nghĩa là tương đương khoảng tầm 14-15 cặp lá đấy ạ. Đây các bác nhìn này, cực kỳ là đẹp luôn, dễ này, xanh mướt luôn nhá. Cái hàng này về thì đây, mọi người giữ nguyên cho em cái đõi bên trong này này. Các bác ghép vào lũa cũng được, nhưng mà mọi người tuyệt đối phải giữ nguyên cái đó trong này cho em nhé. Đừng có tháo ra nó đứt dễ, mọi người thuần lại từ đầu mất thời gian lắm ạ. Một cái mặt hàng tiếp nữa, nó là cái hàng trầm rồng đỏ nhá. Hàng thân thủ lá mít này. Hàng cho hoa vào dịp Tết đấy ạ. Đây mặt hoa đây. Cái dòng này thì nó tương đối là sai hoa. Hoa thơm nhá, và rất là bền luôn. Cái rồng đỏ này thì em đang bán một chậu một thân với giá là 250.000. Cho một chậu một thân nhá, hàng thân thủ lá mít. Còn chậu hai thân thì em bán với giá là
450.000 nha các bác nhá. Đây này, em quay chỗ này cho mọi người. Đó, cực kỳ luôn, đẹp lắm. Hàng đang tiếp tục đi ngọn nha các bác nhá. Hàng vẫn đang tiếp tục đi ngọn này. Siêu siêu đẹp luôn. Châu Thái đây nha các bác nhá. Châu Thái này, hàng thuần bước sang năm thứ tư. Em đang bán một chậu này với giá là 250.000. Châu Thái hoa một sổ số nhá. Hàng lá mít xếp này. Đây này, cực kỳ là cứng cây nhá. Lá đanh này. Trung bình một cây này thì nó có khoảng tầm 5 cặp lá đổ lên nhá. Đó. Hiện tại thì cái hàng này đã thuần ở trong cái chậu này, nó cũng tương đối là chắc chắn rồi. Về các bác làm móc mọi người treo lên, hoặc là mọi người thích ghép lúa thì đây ạ. Bên trong nó có một cái đõ nhựa con nhá, mọi người cũng giữ nguyên cái đõ nhựa này mọi người ghép cho em nhá. Đấy. 250.000 một cây nhá cả nhà nhá. Châu Thái hoa Tết. Hoa một sổ số đấy ạ, có đủ màu nhá.